Bắt đầu nhé. Một chuyển lưu khắc ảo, tác của nó số 6. Đây, biểu tượng của nó đây. Và trên Scrolling Tool. Rồi. Mình sẽ giới thiệu vào nốt các cái mục này. Viết cho, để anh viết trên giấy này đúng không? Rồi đi vào thực tế này. Ở đây nó có 5 mục vẫn giữ nguyên: File, View, Raw, Edit và Transform. Đúng không? Các lệnh tắt nó vẫn giữ nguyên này. Đúng không? Nhưng môi trường này nó bao gồm các cái lệnh 2D này, lệnh tạo hay là chỉnh sửa gì đó. À, nó sẽ giống như ở môi trường Common này, được chưa? Môi trường tiên thứ 7. Này, có file này, vẫn giữ nguyên đúng không? View vẫn giữ nguyên, được chưa? Draw vẫn giữ nguyên đúng không? Edit đúng không? Transform, được chưa? Ok, đây, bắt đầu từ cái Modern này. Tên Modern. Đấy. Trang làm việc. Lưu Modern. Tạo trang làm việc mới. Chưa. New Modern. Lưu Modern. Chưa. Anh để ý cho một thông số sau. Là lang và width. Lang. Tức là chiều này này. Chiều x này này. Chiều rộng này. Chưa. Chiều dài. Chiều dài. Đây là chiều dài. Theo phương x này. Chưa, chiều dài. Width là chiều rộng, được chưa? Đây theo phương y nó có ký hiệu đây, xy đây. Đây đúng rồi. Đấy. Đây đây, anh nhìn cái biểu tượng này. Y đây, đây là x đây. Và đây tên nó là x thì là cái trục này. Tức là chiều này, chiều dài này. Y đây, chiều đứng đây. Đây, chiều rộng ấy. Được chưa? Và đẩy thêm cho em một thông số là y-step. Y-step và scaling. Y-step tên độ phân giải. Modern. Cái này càng nhỏ thì độ phân giải càng nét, đúng không? Càng nhỏ nét nhưng mà càng nhỏ lại càng lặng, được chưa? Vậy thì khi mà mình làm thì mình phải cân xứng được tỷ lệ kích thước với cái độ phân giải để làm sao cho hợp lý, đúng không? Để làm sao cho hợp lý, làm sao cho khi mình đổ màu không bị nhòe màu quá, đúng không? Nhòe màu quá lên đỉnh nổi lên xấu, đúng chưa? Đục ra đoạn xấu thôi, được chưa? Chân nó rất xấu. Được chưa? Anh nhập qua thông số này, scaling. Scaling tức là chiều cao tối đa của hình nổi. Được chưa? Đây 12mm tức là phân 2, đúng không? Nó chỉ đến phân 2 thôi. Định dừng thế thoải mái rồi, được chưa? Đây scaling. Em xong rồi mua được. Em có thể thao tác được các lệnh vector trên này. Được chưa? Được chưa? Anh chuyển vào với từ anh đã biết rồi. Đấy, quan trọng đối tượng này. Quan trọng đối tượng và chọn màu thôi. Chưa, mình sẽ sang màu đen này. Nhưng màu nào thì màu lúc mình làm nó thuận tiện là được thôi. Mặc định nó màu đỏ thì em vẫn cứ để màu đỏ. Được chưa? Modern đây thì có thằng CM, VSM, tức là New bản vẽ dưới dạng VSM, đuôi của nó là VSM. Và công dụng của nó là gì? Đó là thông qua thằng VSM này. Đấy. Có nghĩa là sẽ có một phần mềm đổi đuôi nó nhận từ thằng VSM để chuyển sang ảnh đen trắng, ảnh bitmap đấy, được chưa? Thì đấy là tác dụng của thằng VSM. Tiếp theo là anh để ý cho thằng Crop Modern, được chưa? Crop Modern bây giờ nhá, em có đối tượng này đúng không? Chưa? Làm chậm nhé. Chưa này. Đầu tiên chọn màu này. Chọn màu. Chọn màu để đổi màu mà. Em chọn đây màu xanh thì đây. Màu được chọn đây nó sẽ hiển thị lên đây. Đây được chưa? Màu hiển thị sẽ được chọn đây. Anh nhìn nhé. Đây. Nếu chọn màu này thì nó sẽ được hiển thị đây. Chưa? Ở đây có một thư viện màu đây. Đây. Thư viện màu nó đây này. Đây anh nhìn thấy chưa? Được chưa? Đây đây. Thư viện màu. Anh chọn màu này nhé. Đấy, thì ra đưa vào kích chuột trái đây. Đây là rất nhiều màu. Em chọn màu này, chọn màu được chưa? Shift Z này, bấm Shift Z. Bấm Shift Z nhé. Để tô viền, màu viền. Tô màu viền vector nhé. Shift Z.
shift Z được chưa? Và anh bấm vào đường vector, bấm cho trẻ em đường vector chưa? Anh nhìn thấy viền nó chuyển sang một màu cam chưa? Đấy, để nó giới hạn vùng đổ màu mà chưa? Nó không đủ màu ra màu lẻ được chưa? Và ấn shift X để đổ màu, shift X đổ vào, anh muốn đổ trong thì đổ nhá, còn nếu muốn đổ ngoài thì như này chưa? Còn nếu muốn đổ trong thì cho vào đây chưa? Đấy là cái công cụ đổ màu shift Z shift X được chưa? Giờ chúng em có cái đổ màu như này, xong tạo hình nổi, tạo hình nổi phẳng nhé. Như em gọi là tạo hình nổi phẳng, vuông phẳng nhé, là shift R này, được chưa? Đây lệnh span đây, span này, shift R này, được chưa? Đây lệnh span tạo hình nổi phẳng. Thì ở đây lưu ý cho em vài thông số uniform absolute, được chưa? Đầu tiên mặc định khi mở lên là absolute, đúng không? Em sẽ nói thành absolute sau, trước của em sẽ nói thành uniform sau, đúng không? Thứ nhất là thằng absolute, và trong một thằng absolute này nó có chứa các cái sao, tức là hai chiều cao chân vuông ấy, đúng không? Chân vuông cao là bao nhiêu ly, đơn vị nó là ly nhé, được chưa? Chiều cao hai là chiều cao, đây là absolute, được chưa? Absolute. Còn đây là 2. Anh nhập chiều cao thì em muốn nhập là 6 chẳng hạn, đúng chưa? Thì nó sẽ là 6 ly, cái này chân là 6 ly, được chưa? I rule này tức là chiều cao. Đây khi anh chấm rồi nhá, anh nhìn này, có nghĩa là nó không phân biệt vùng màu, được chưa? Nó sẽ tạo hình nổi không phân biệt hình màu, được chưa nào? Được chưa? Tiếp theo color thì chỉ vùng màu này này, chỉ vùng màu được chọn nhé, chỉ vùng màu được chọn có chiều cao là 6, còn các vùng màu không được chọn là nó sẽ không ấy. Ví dụ em chọn màu này đúng không, bây giờ con màu cam được chọn đây đúng không, được chưa? Anh bấm ra ngoài nó không thể hiện đây này. Ngoài màu cam, được chưa? Chỉ có màu cam, cam này chân nó mới là 6, được chưa nào? Để xem màu cam lót color tức là không có vùng màu nhé, không có vùng màu, muốn tô tất cả những chỗ không có vùng màu cam, anh thấy chưa? Đấy, màu cam sẽ không xuất hiện. Sử dụng cho shift R cho cái màu cam một không đi, cho bằng màu lẻ đi cho dễ nhận biết, được chưa? Shift R và lót color không có màu, anh nhìn xem cho 6 nhé, anh nhìn đây. Nó chỉ tô ở những chỗ không có màu thôi, chưa? Còn trong vùng màu cam nó sẽ không có, không được nổi nữa, đúng không? Đây lại xin là nói là modern đúng không? Em nói giờ từ modern nhé. Em cho cái này là 6 đi. Sao em đang nói này? Tiện thì em nói từ pan, lệnh pan này, lệnh shift R này. Vì em nói lại này, quay lại trả lại vấn đề này. Modern này thì có thằng là crop remap, crop modern cut. Được chưa? Nếu em tích chọn đen này thì nhá, giờ là sẽ lấy tất cả những chỗ ở trong vùng màu vector này và bỏ hết những viền bên ngoài đi nhá. Đây thì nhá, viền ngoài đã bị bỏ rồi, cái này sẽ là 6. Chỉ đúng một trường không cần để mình nhìn sức sức nhá. Đây sẽ là 6 đây, được chưa? Đây là new modern này, cái đó modern đấy, đó là cắt bỏ hết cái phần ngoài đi, được chưa? Đây là cái ứng dụng nhá.
Đâu không đi đó. Open. Em có file vẽ như này đúng không? Sẽ có vẽ này, anh nhìn đây. Đây là thừa 2 ly này. Viền ngoài là thừa 2 ly đấy nhé, viền này. Anh bỏ cái viền ngoài thừa đi để đủ hết chi tiết cho người ta mà. Đúng không? Bỏ nó đi nhé. Được không nào? Ứng dụng này. Anh có thể cắt được chỉ bằng thằng chi mai lúc thôi nhưng mà sẽ rất lâu nhé. Rất lâu. Chỉ mới lúc chỉ dùng để cắt lấy cái hình trong này, lấy một cái hình này thôi này, đúng không? Những đường cong cong uốn éo nhiều này bắt buộc dùng chỉ mới lúc và mình dùng thôi. Dạ, bởi vì cái thằng Chrome này thì Chrome Modern đấy nó chỉ lấy được cái file vuông thôi, hình vuông thôi, dạ, chứ nó không lấy được cái hình cong như này, đúng không? Hình cong kín nó chỉ lấy hình vuông thôi, kể biên dạo quay này trò đúng không? Để file cắt của anh sẽ là file vuông. Được chưa? Có hiểu không hiểu? Đây em đây là giả dụ này nhé. Đấy thấy chưa? Đây là vào Modern này. Crop Modern này. Chọn đen đi. Nhớ tích chọn đen nhé. Thì cả file này nó vẫn là file vuông. Nhưng nó vẫn thừa cái này. Nó vẫn thừa cái ở bên ngoài này. Nên mình không muốn đúng không? Đó, mình phải làm lại. Không muốn cái này thế nào đúng không rồi? Sao? Em mở lại file nhé. Cái nó khác với thằng ấy thế nhá. Khác với thằng em cứ bỏ viền ngoài đi đúng không? Bỏ cái viền thường ngoài đi để đúng hết chi tiết cho người ta. Cho nó sát vào viền này đúng không? Modern này. Vào Chrome Modern này. Bấm cho phím đen này. Yeah. Và kích đều được cái tờ anh đi chưa? Các viền ngoài mất hết đi. Vâng, nó chỉ còn 100 rồi thôi. Yeah. Còn 100 nhé. Yeah. Cái đấy là Chrome Modern. Bỏ cái viền thừa ngoài đi. Như em cũng đục cái hoa trần đấy đúng không? Đục hết thì cái đây có phôi là 17 phân đúng không? Đấy, phôi người ta là 17.1. Thì ra sản phẩm 17 phân thì em phải đục bản vẽ phải chuẩn 17, không có dư viền ngoài. Không có cái dư viền ngoài trên bản vẽ nữa, thấy chưa? Đấy, khi đục nó mới tận dụng hết được phôi gỗ cho người ta, đúng không? Thì em dùng Chrome Modern để cắt. Tiếp theo cho nó Modern nữa, em muốn nói đến adjust chỉnh lại thông số độ phân giải thôi mà. Cái này thì mình ít khi dùng đến. Để XE step là 02 mà khi mà anh làm Modern luôn, để lưu Modern này đúng không? Thì anh có một XE step ấy, anh chỉnh luôn thông số thôi. Giờ nếu có ấy quá thì mình mới chỉnh đến cái này adjust step thôi. Em muốn cho cái này 0.1 chứ 0.2 nữa, đúng không? Ok. Yeah, đã được thì chưa là nếu vào môi trường này rồi mình chọn adjust step rồi thì chưa mình chọn easy step rồi mình có thay đổi thông số luôn thì các hình ảnh cũ này của mình, các cái file cũ của mình này, file trước nó sẽ không đẹp hơn đâu, chưa nó sẽ không đẹp hơn đâu. Rồi mình có thao tác lại thôi, thao tác lại đổi màu lại vẽ lại thì nó sẽ nét hơn thôi, đúng không? Rồi nó sẽ không đẹp hơn. Đây cái này thông qua cứ hoặc là ảnh bitmap nó ấy nhiều rồi, thấy chưa? Ảnh bitmap nó sao chép nhiều, nhất cái hai nữa.
thoại vẽ này nó tăng cái đấy, step nó lớn quá thì ra trông nó mở. Đây là cái đường bóng giấy nhé. Anh đã được ý về Edge Step chưa? Có nghe chưa? Modern này, Edge Step này. Có nói được không nhỉ? Tiếp theo nói về Transform, Transform Z này. Tăng giảm chiều cao của hình nổi đấy. Đây này, Min, Min Z tên là chiều cao, chiều sâu, gọi là chiều sâu. Còn nó Max, Max Z là chiều cao, thấy chưa? Đấy, cứ mình cứ nói trên phương diện bảng vẽ thế, một cái là chiều sâu, một cái là chiều cao. Sâu tức là thấp nhất mà, được chưa? Chiều sâu đây, chiều cao này, chiều cao lớn nhất là chiều sâu nhỏ nhất này, nhá. Để min là nhỏ nhất, là max lớn nhất mà, được. Hiện tại bây giờ cái này là âm 3, max là 0, cho cái này là 0 đi. Đây là âm 3 đúng không? Nó đã được hạ âm nền rồi, nó đã được hạ âm nền để bản vẽ là chỉ việc là ra xuất dao và gia công thôi, yeah. Để ý cho tập mô này. Bây giờ nhớ anh muốn thay đổi bản vẽ cho nó dương đi. Cái này thấp nhất là không đúng không? Anh cho là dương 4 được hạ đúng không? Scale tức cho phải lẻ được chưa? Ổn không này? Đây là cái chiều cao của nhà viên sẽ là 4 ni nhé, được không? Được. 4 ni để thay đổi chiều cao anh mở cái đó thôi, mua đường chân phong Z này chưa? IDC thì nó xóa, cái này cho là CT này, mỗi là CT này cũng ít khi dùng lắm. Nó có hỏi mình là IDC 2, IDC Color, IDC 2 tương xóa chiều cao, còn IDC Color xóa màu đúng không? Iron là xóa tất cả, nên là color xóa trong vùng màu lựa chọn đúng không? Not color xóa trong vùng màu không được chọn, thì em chọn Iron nhé. Thường dùng cái này anh dùng là cái Shift R, các bạn cho cái tầng 2 lên không, chưa? Nó sẽ bằng không hết, chưa? Cái không này, anh dùng luôn Shift R chưa? Shift R cho cái này bằng không. Đúng rồi. Để muốn xóa cái đối tượng. Đấy, thấy chưa? Đúng không nào? Còn color anh sẽ đổi cái màu này là màu gì đó, xong anh chọn cái color đó, Shift R, ER, Shift R, Shift R xóa luôn. Nó cũng là bao gồm cả cái thằng cái ta tác của mình xóa, để chẳng khi em dùng những thằng eraser nữa đâu. Bây giờ thì scoop này, scoop này rất quan trọng đấy. Anh để ý cho em đầu tiên trong scoop đó là thằng demo ship, mình tắt bằng CQ, bồi vật liệu CQ chưa? Các thông số đây, diameter này, HD diameter này, 2 này, IRU này, color này, not color này, selling này, đúng không? Nó cắt thông số kia mặc định cho em nhé. Anh nhìn này, anh nhìn thông số 2 nhé, anh chỉnh thông số 2 thay đổi này. Rồi chưa? CQ được chưa? CQ. CQ này để ý cho em này. Ở cái diameter đường kính. Đường kính của con chó chuột này. Đường kính đây này, đường kính lớn nhé, đường kính lớn của chó chuột. Mình chỉnh cái thông thằng diameter thông qua hai phím đó là A và S. A thu nhỏ. Được chưa? S không to, anh nhìn thông số này, diameter thay đổi này. Diameter lớn đấy, được chưa? Nó thay đổi. Được chưa? Đi kèm với nó thằng HD diameter nó cũng thu nhỏ ra. HD diameter nó sẽ là cái đường kính trong này. Chưa? Đó là đường kính trong này. Đấy. Đường kính của cái hình trong. Đấy là diameter. Thế là được chưa? Em nói xong thằng AOS chưa? Diameter thì tắt là AS, anh nhìn thấy nó thay đổi này. Đấy, được chưa? AS.
Tiếp thằng HD diameter, được chưa? Đấy, phi tắt thay đổi của nó là D và F. D thu nhỏ, F phóng to, tức là đấy, co chân nó lại. Em thấy chưa? Nó đang nhỏ lại này, thấy chưa? Nhỏ xíu này. Nhỏ nhất nó 0.01, thấy chưa? Đấy, em giãn nó sẽ lớn ra. Được chưa? Đấy là thằng HD diameter, ổn không ơi? Đúng rồi. Tiếp thằng 2 thì chiều cao đây, chiều cao đấy, chiều cao mình đấy, thấy chưa? Chính tắt của nó là Q và V kép, chưa? Q V kép em thay đổi từ thằng hai đi, chưa? Q V kép này, Q nhỏ, thấy chưa? À, V kép là cao này, chưa? Q thấp này, chưa? Đấy, khi anh mới bắt đầu tập làm quen đúng không? Anh cho cái này nó thấp xuống thôi, cho nó nhỏ đi, đây chưa? Đúng không? Đây, đây. Mình phải chia màu nhá, mình chia màu chứ không đánh chữ do này đâu. Em đánh này anh nhìn nữa, chia màu nhá. Vậy không nó sẽ bị nhiều ra màu lèn này, nhìn chưa, nó tẹt ra màu lèn nữa. Chia màu đấy, đấy, đấy là thằng đề vũ xít bùi vật liệu, được chưa? Tiếp theo nói đến thằng bạt vật liệu đi, bạt vật liệu đi. Để tạo hình bạt vật liệu, nhưng mà gọi anh đục là nó bạt đi đúng không? Bạt đúng không? Mình bớt vật liệu đấy thì thiên tắt của nó sẽ quy để trong một school này nó là cơp a cây vờ ship kép, ship kép các thông số của nó giống hệt là sẽ quy thôi, a df này, af này và quy với kép đúng không? Như thế đấy, không nhìn thấy được đâu. Ủa rồi, đây là thằng gì? Thằng CVK, anh hiểu chưa? Anh hiểu không? CVK tiếp theo nói đến thằng lệch ban này. Lệch ban này CVR nói rồi đúng không? CVR đây em bổ sung nốt các thằng uniform này nhé, absolute thì anh chỉnh này nhé, uniform tức là cộng chiều cao chân, cộng chiều cao chân tức là bây giờ nhé, anh nhìn này, anh này, này. Để ship là chuyển về môi trường màu nhé, ship B để về môi trường map này, môi trường đổi màu, đổi môi trường vẽ đấy, được chưa? Ship là chuyển về môi trường màu này. Ship Z đầu tiên chọn màu đó đúng không? Còn ship Z này, kích vào đường về router như anh đã làm nhiều rồi đúng không? Ship X thì đổi màu, đấy, ok chưa? Đấy, xem tạo anh nổi, em cứ tạo lại nhé, em sẽ nói xong nhé. Đến làm ứng dụng của thằng ship T đấy, à, ship R đó. Tiếp rồi em chọn uniform này. Uniform, được chưa? Cộng chiều cao chân, hiện tại bây giờ anh nhìn thấy nhé. Cái này đang được vuông chân đúng không? Cộng thêm chiều cao cho mình nổi, nhưng mà cộng chiều cao vuông chân nhé. Em muốn cho nó là 2 ly. Chọn uniform này. Đấy. Nên anh nhìn thấy chứ, hiện tại giờ cái này nó là 4 đúng không, chọn siêu giờ ấn thêm 2 nữa và chọn info. Ồ, cái này nó lại có gì thằng absolute nữa, cái này nó cộng chữ K đấy, thì anh chọn trong bản nhẹ này. Đây giữ này đây. Ừ,
Shift R này, iPhone cho thêm cái lên 1 này, Clone này, thấy chưa? Đây là cộng thêm chiều cao này, được không? Đấy, em chọn iPhone nó sẽ cộng với chiều cao nhé, chiều cao chân đấy nhé. Đây, cái đoạn này thêm 1 đi nữa. Đấy, nó là vuông chân. Đây là cái iPhone nhé. Đấy, đúng rồi, cái đoạn này đúng rồi, mình đi. Đúng rồi đó. Đấy, cộng thì thêm chiều cao chân. Vậy anh nhìn nhé, khi sử dụng cộng thêm tầng 2. Dạ. Cộng thêm tầng 2. Đúng không, thì anh nào thì bo lại cái chân của nó. Anh cộng thêm được rồi nhé, thì bo lại chân của nó. Còn bởi đây là chân vuông, chi tiết của anh là chân tròn đúng không? Đúng không nào? Bo chân này. Để cho tròn chân đúng không? Để quay orbit này, được chưa? Chân sẽ tròn, được chưa? Chân nó tròn, cái chân xong thằng pan này nhé, xong scroll này pan này, được chưa? Đây là CD này, em muốn nói là CD. CP được, đây là chính là thằng này. Rigor Remind là giống hết thằng ORR của anh, nó giống hết thằng ORR, có nhiều điểm hạn chế thằng ORR. Có nghĩa nó cũng là tạo hình nổi từ vector kín nhé, thật CD nó là tạo hình nổi từ vector kín mà giống thằng ORR. Rigor Remind trong thằng Common ấy, được chưa? ORR. Đây hiện, nó hiện cho anh em mặt thông số, nó không khác này. Là chính là thằng ONR, không khác gì nhất để mặc định là LFC này đúng không, chiều cao chân này đúng không, đây là bo ra cái gì local này, same này, limit giới hạn bao nhiêu này, chưa? Chiều cao chân mình sẽ chọn là same giới hạn đúng không, là chiều cao là có bao nhiêu này, góc bo này đúng không, tỷ lệ chiều cao này, rồi là tỷ lệ hình nổi này, chưa? Igu tức là bồi hiện tại nổi không phân biệt màu đúng không? Có lo là tạo hình nổi trong vùng màu, nó có lo tạo vùng hình nổi trong không vùng màu. À đây là cộng, đây là cắt, đây thì nhưng mà cái này ít khi dùng đến 2G nào lên lên hay nào nó ping ít khi dùng đến, thì để mặc định cho em là ai nào tình nào dùng đến xuất chắc thì ta xin này nhé, để chọn màu lại đúng không? Nó khác thì thằng sim on rờ không khác đúng không? Không khác đúng không? Đấy thì đi với xe ngoài đập đấy, cái thằng sim D có hiểu không? Nó không khác gì thằng on rờ đâu, có thông số này, đây HT này, AC này, góc bo góc bao nhiêu này đúng không, tỷ lệ chiều cao đây, Longstone giống như nó giải đều các trên mặt phẳng ấy, hình lửa nó giải đều các chứ nó không thu nhận được tâm đúng không? Đấy, smooth hay future này đúng không? Đấy, anh nào có nhiều trên thằng ORR thì anh sẽ hiểu đúng không? Mình sẽ không nói lại đây. Iro, Clone, Lock Clone này đúng không? Ổn chưa nào? Thằng CD đây là lại nhé. Vậy thì chưa? Đây không? Đang tạo các con bọ và các cái gì trên này, CD. Chuyển vào môi trường Shift M
để nhìn thấy ảnh đen trắng, sẽ chỗ nào cao chỗ nào thấp nhá. Cao giữa sáng à, cao bằng sáng, còn thấp bằng tối, bằng lề thì màu đen. Nhìn thấy sự đổi màu của nó rồi, trên một hình lục này đổi màu này, cao nhất là sáng và thấp này, tối lề là tối dần này, nhá, tối dần tối lề. Bấm shift B để về môi trường này, này. Không, nó là môi trường này, này. Mark model này. Được chưa? Scone nó cũng chỉ thế thôi. Theo anh đẩy cho em lệnh tỉa với cả lệnh tạo vân lá. Đúng chi tiết này nhé. Ctrl T thì đúng không? Em đang thao tác cho anh nhìn. Shift Z là tôi chọn màu này, màu xanh này cho. Shift Z để tô màu viền này. Shift X để đổ màu lèn này, đổ màu chi tiết cảnh này cho. Được chưa nào? Bây giờ nhá, em muốn là Shift D tạo hình ảnh nó lên. Đấy, thấy chưa? Em có vài đường vector như sau. Được chưa? Đây một cái ví dụ này cụ thể đi. Đang tạo ra cái đường tỉa này đúng không? Sáng mua được gì vậy lại nhé? Quét hết đối tượng, được chưa? Modern này, new modern này, được. Chọn chọn người nào 005 này, ok. Bật phím R này, bật cái này. Em hay dùng đồng màu tự động. Yeah, cái này nhá, chỉ cần tạo một nửa thôi, được khi còn lại để em lấy một cái ví dụ đơn giản này. Có các đường vector này đúng không? Em muốn tỉa nó, đúng không? Tỉa các gân đá, đúng không? Shift S để tăng là Shift S này, Shift S được chưa? Anh ấy cái mục, mỗi cái mục cho em này, chốt tip này. Đây dùng hai dùng gọi là same size và big middle. Same size tức là anh em chọn same size nhé. Anh nhìn này, AS cho nhỏ này, được chưa? Xuống sâu này, V kép này, nó không khác gì cái thằng CQ, CV kép thôi đúng không? Thu nhỏ đúng chân, thu nhỏ này.
được chưa? Nhỏ này. Được chưa? Cho nhỏ này. Được chưa? Đấy là xin sai nhá. Xin sai là gì thế này? Ô, tức là đường nó tỉa theo đều, đường cái đường tỉa nó sẽ đều này, nó bằng nhau hết, chiều rộng nó sẽ bằng nhau, được chưa? Còn cái thằng middle này tức là nó to ở giữa, đấy thấy chưa? Thì cái này mình hay dùng để tỉa lá, tỉa cây, đấy thấy chưa này? Đấy, tỉa cây, tỉa các cái lá xò, sẽ gì đấy đúng không? Đúng không? Thì đây mình dùng là khi mình dùng lấy lá tùng đấy đúng không? Thì để giả sử em vẽ cái lá tùng này nhé. Em đang dùng sweep với kép đấy đúng không? Đấy, nó. Em làm rất từ từ thôi để cho anh nhìn. Thao tác rất từ từ. Sweep air để do mịn nhé. Sweep air, được chưa? Khi mình nhớ không sweep air, em giải thích được sweep air. Cho sweep air anh này cộng trừ tức là vừa bồi vừa bớt vật liệu. Có nghĩa nó do mịn dưới hình thức nào. Chỗ nào thấp thì lâng và chỗ nào cao thì hạ, là sao cho nó phẳng bề mặt đúng không? Đúng không nào? Đúng không? Giống như anh doa anh chát tường này đi thôi đúng không? Đấy. Đúng như chỗ nào cao là anh dùng cái bàn xoa anh xoa đúng không? Đấy, chỗ nào cao thì nó sẽ bằng. Có nghĩa là nó sẽ ra một cái mặt phẳng tương đối ở đó đúng không? Đấy thì đấy anh cái hình dung tưởng tượng cho em như thế. Chưa? Cộng một trừ như này nhá, thì chạy kiểm doa này. Đây là các cấp độ này. Sai ngược sai khi mà anh làm sai thao tác ngôn ngữ như này hạn đúng không? Anh ấn Z này để quay lại, được chưa? X để quay ngược vậy thằng Z, được chưa? Y Z được chưa? Còn đây này, đây chỉ là cấp độ nào thôi, mạnh nhẹ này, được chưa? Tì nó giống như anh tì lên này, đấy thấy chưa? Anh tì càng mạnh thì sẽ càng mịn này. Cấp độ mình tì thôi. Tôi làm từ thằng 1.1.2.2. Còn nhỏ nữa là file smooth này, tức là 1/8 của cái thằng 1, 1/4 của thằng 1, bây giờ 1/1 của thằng 1, 1/16 của thằng 32, đúng không? Tùy vào lúc mình dùng thôi. Anh hiểu chưa nào? Đây đến lúc mà là xong hiện ra tính chung này, cứ nhớ cho em này 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5 đúng không? Còn cộng này. Smooth cộng tức là chỉ lâng mà không hạ, được chưa? Cộng tức là cộng thêm đấy, chỉ lâng đây, nó chỉ lâng chỗ trũng thôi, hiểu chưa? Nâng cao lên. Lâng bằng cái mặt phẳng tương đối là đó đúng không? Bằng các cái chỗ cao xung quanh, là bằng các chỗ cao xung quanh, được chưa? Đấy, anh cho to ra.
Nhưng mà lâu lắm. Trừ thế nào? Thế là hạ những cái thằng cao bằng cái thằng thấp xung quanh. Được chưa? Iron tức là không phân biệt vùng màu. Color là chọn vùng màu. Lock color là không có vùng màu. Được chưa? Đó, mình ghi dung như vậy xem. Em nói tiếp nhé. Em nói xong là siêu e chưa? Ổn chưa? Tiếp theo em nói là siêu e này. Để lỗi rồi chưa? CS tự tạo hình tỉa lại, em lại quay lại vấn đề là những ship S này. Nhờ các thông số anh chỉnh như thành ship Q, ship K thôi. Để sao cho đường tỉa mình hợp lý. Nó phải tương ứng với thực tế đúng không? Như hình nửa của anh là thực tế của anh ra là 5 ni đúng không? À, mình nửa của anh là thực tế bản rộng của anh là 1 phân thôi đúng không? Thì đường tỉa của anh ít nhất là phải hơn 1 ni. 1 ni, 1 ni rưỡi đó đúng không? Để nhìn cho nó rõ đường tỉa. Đúng không? Nó không bé quá là không nhìn thấy được. Đây nhìn thông số này, cho nhỏ nó lại. Đường kính này, đường kính này. Anh nhìn đường kính này nhé. 3 này, 3 ly này. 1 ly này. 1 ly 3 này, thấy chưa? Một sâu này. Sâu này tương đối thôi. Thấy chưa? Đấy, mình làm sao cho sâu nó hợp lý thôi. Thấy chưa này. Ổn không? Các bạn thì vẽ hai chân này đi. Cái này sau sẽ hạ sâu nó xuống, sâu các này xuống nữa xuống, sâu mà nó nhọn, sâu theo kiểu này này, sâu theo kiểu này này, thu nhỏ chân rồi, chưa? Nếu giả giả sử như này rồi nhá, em tỉa ra rồi em tỉa thêm nữa em thu nhỏ chân rồi, em tỉa sâu xuống. Đấy. Em phải sâu xuống cho qua để giữ nguyên cái bề rộng của cái này. Rồi phải cho sâu xuống. Đó, thì cái thực tiễn thì nó sẽ làm cho đằng cái này này. Thế này. Ta phải vô tình nhé. Lúc nào đó là khi đục ấy. Vô tình là nó không chạm hết bề mặt này đúng không? Thành ra là cái đường tỉa này nó lông quá. Đúng không? Đường tỉa lông quá cho nên sẽ nó rơi. Đúng không nào? Thì cứ như này sẽ đẹp. Đúng không? Rồi đọc tiếp này. Được chưa? Sĩ E xong chưa? Được chưa? Sĩ A chứ? Sĩ A thì anh tạo gân nạt nhé. Sĩ em có một đường F T này. Em cứ làm đi làm lại cho anh nhìn nhé. Sĩ Z này. Được chưa? Tô màu viền này. Sĩ X đổ màu này. Được chưa? Sĩ D này. Tạo hình nổi giống như tặng ONR này. Sĩ B trả về môi trường map này. Được chưa? Anh nhìn thấy chưa? Em tạo các đường vector hở. Từ tự do đúng không? Tự do như tí đi ok không được chưa nào ship A nhé ship A này được chưa các thông số thay đổi giống như thằng kia thôi bạn thấy chưa tạo được gân đá E này tắt đường vector đi được chưa ổn không nào những cái đường... là tạo gân lá. Tạo gân lá. Cứ nói thực tế nó là tạo gân lá. Thấy chưa? Còn công dụng của nó rất nhiều. Mình cứ nói là tạo gân lá để mình hình dung ra được cái gân lên. Cái tác dụng của nó, đúng không? To nhỏ là do mình để. Đúng rồi. Như kia hết. Đây. Đây, phóng to là A này. Chưa? Cao là V kép này. Thấy chưa? Thấy thế chưa này. Nói như kia ngược lại. Ngược lại là sẽ S thôi mà. Vẫn thế. Còn như bật đường vector là phím E này. Phím E. Đó, anh nhìn đi, anh nhìn trên màn hình. Tắt bật đường vector ở phím E nhé. Ở đây. Ở đây. Tất cả các vector trên mô đời. Giờ R này. Tắt hình nổi. Tắt bật hình nổi. Được chưa? Nhìn nhé. Nhìn xem E, R. Em nói xong anh xem lại video. Sẽ biết không? Ổn không? Được chưa? Đấy, đến chứ thằng trong mục của thằng driver này. Thằng sip A, sip S này. Yeah.
Future, anh nhớ cho em rằng ôm quay quanh một tròn này. Nhìn nhé, mình đi tượng sau đây. Em hiểu không? Em có hiểu không? Các bạn làm cái gì không nhỉ? Làm gì? Em hiểu hỏi lên em nhé. Đây là mở. Để chạy vừa mở thôi. Em sẽ lấy ví dụ minh họa này. Em vào tầng feature vào tầng only của color này, cho họ đây này cho em một thông số sau 2G và 3D đi. Ví dụ một hoa này dễ. Bông hoa để đâu rồi? Thank you.
có cái này đúng không? Bông hoa này đúng không? Để mình quay xung quanh tạo một cái cánh hoa để quay xung quanh như này đúng không? Future này vào single flower này đây, cái này cho em hai tự tham số angle ở góc này, copy number số lượng nhân bản này 6. Em muốn nhân 6 đúng không? Miễn sao hợp lý, em muốn cho 6 và thì góc nó sẵn 60, quay 360 độ mà đúng không? 360 x 6 bằng 60. Em chọn số 2G này chưa? Em đầu tiên là em chỉ ra kiếm mình tâm đã đúng không? Để tâm đã chưa? Đấy, kích vào hình nổi này, kích cho trái hình nổi và đưa vào chọn tâm. Đấy thì chưa? Thế chọn 2G trước này, kích hình nổi này, chọn tâm này, lại thì chưa? Ổn không? Em đạt được hình hoa xếp rất đẹp. Ô, cái ghế đâu? Lấy ghế đâu? Ghế gì đây? Ờ, sao ghế thấp thế nhỉ? Được chưa? Được chưa? Em lo lại cái thao tác từ ôn Z nhé. Đây nè. Cái nạn từ đầu nhé. Từ đầu này. Em bị mất cái đường vector bao quanh ngoài của thằng này đúng không? Em chọn đối tượng này đúng không? Vào curve on mesh này đúng không? Và vào thằng cuối cùng này. Rồi vào OK. Chưa? Và em xóa đối tượng cuối đi. Được chưa này? Được chưa? Lấy lại đường ban đầu của em thôi mà đúng không? Em chuyển môi trường 6 và chiếc schooling, được chưa? Quét chọn hai đối tượng này, new model, được chưa? Thay đổi y step này cho em là 0.05 và ok. Không cần phải thay đổi lang của width nữa bởi vì phần mềm tự động nhận dạng cái kích thước của bọn này là bao nhiêu. Ok, tất cả tôi cần để một điện cho em, được chưa nào? Được chưa? Em sẽ đổi màu nhé. Sim L đây đúng không? Đầu tiên là Shift Z này, chọn màu xanh đúng không? Chọn đường bao, đủ màu bao, Shift X đường màu, được chưa? Một Shift Z tiếp, em chọn màu hồng, chọn đường giới hạn, được nhé? Shift X đường màu, được chưa? Em lại có màu rất đẹp rồi. Ok rồi. Thế em nói thằng Ôn Z, tất cả này, mấy cái này để mặc định cho em, nhá. Để thay đổi cái này mặc định đi. Cái ít khi sử dụng đến này, đây là góc bo này, đây là chân cao nó bao nhiêu, nói chung với cái này để mặc định này, này mặc định của nó lao này đúng không? Anh để cho nó ADD cộng rồi, ADD cộng được chưa? Hai chiều cao bao nhiêu? Ví dụ nhá, cái hiện tại bìa cái này nó đang không đúng không? Em muốn cho nó là 3 chẳng hạn đúng không? Và nó sẽ đánh vát đấy, nó đánh vát thành nổi nhá, theo đường vector. Được chưa? Nó sẽ tạo nổi theo biên dạng vector đi. Đúng không? Bây giờ sử nhé, em cho nó chọn vector này thì nó vát từ cái đường vector này vát lên. Được chưa? Đến vị trí 3 sẽ cao nhất. Được chưa? Còn đánh một phát từ đường này này, từ này này, từ 0 này, từ 0 này đúng không? Lên đến đây là 3. Được chưa? Được chưa? Em chọn vào đường vector này, chọn màu đã, sau chọn đường vector được chưa? Đấy, giờ sau kích vào màu đúng vào màu lèn nhá, kích cho phải và đúng màu hồng này, anh kích ra này là hồng này, được chưa? Được chưa? Để cho phần mềm tự động toán kích cho phải, kích tương lệnh và Shift B môi trường ma, anh nhìn thấy chưa? Shift B môi trường ma, anh nhìn thấy đường hoa này đúng không? Rất đẹp, được chưa?
hiểu ôn dép nhỉ nhé. Còn nếu giả sử nhá, ship ra này, em cho cái này lên là vở hình như em nói đây là chiều cao lóc đấy, đúng không? Chiều cao vuông đấy, vuông đét đấy, gọi là chiều cao lóc đấy. Ôn dép đúng không, em cho cái này là âm 3 chẳng hạn đúng không. Cái ưu điểm của tơ kích phải sẽ nhìn thấy điểm khác biệt. Rồi vát từ đây, thấy chưa? Rồi vát từ đây rồi xuống, xem nào. Giờ âm đấy nhá, còn lấy từ đây, thấy chưa? Sẽ đánh vát xuống, đúng không? Bốn z này, ba nhá. Được chưa? Được chưa nào? À, tiếp theo là feature vào thằng này. À, lưu ý cho em là anh muốn bao nhiêu đối tượng thì chia ra góc đúng không? 12 đối tượng nhé, thì là 30 độ đúng không? Và chọn 2G. Yeah. Bấm vào hình nền, bấm hình nổi ra này, xong bấm vào đường vector. Được chưa? Anh sẽ có bông hoa 12 cánh như anh mong muốn. Được chưa? Đẹp quá. Đẹp không? Được, cái này nhanh thôi. Cái này nhanh. Được. Rất nhanh. Rất nhanh, có nghĩa là... mình phải làm lại à? Dạ. Phải làm lại. Không. Làm gì? Cái này quá đẹp. Cái này xuất ra phát đục chết luôn. Rồi ra mịn mới biết. Tâm. Cái nhỏ này nhá, cái nhỏ này ra ngoài không nhìn thấy đâu, xíu nữa không nhìn thấy, nó rất nhỏ này. Mười hai ly cho không phải hai ly về tí, được chưa? Quan trọng quá đây. Đi lần lại đây. Xem nào. Ôn dép này. Chọn vector xong là kích chuột phải vào màu nhé, vào màu tạo nổi được chưa? Em làm lại này, chọn ôn z này, đầu tiên là ôn z này, giờ anh thay đổi thông số chiều cao bao nhiêu là tùy mình đúng không? Chưa, chọn chế độ ADD cộng nhé, thuộc vào cái mình đục đúng không? Chiều cao mình muốn nó vào mấy ly đúng không? Xong rồi kích vào đường vector này, đây nhé, đường vector hở nhé. Hở à, nhá, cái tư hở đây anh nhìn này, đây nó đường hở đây thế nhá, đây nó không phải đường này, là hở nhá, không phải kín cái này này, chưa, anh kim đường cái tư này, em muốn bạc theo phương cái phương của thằng này mà, chưa, bây giờ em có một điều giả sử này nhá, tự do một tí đi.
để em quay nổi này chẳng hạn, được phân xứ ôn z này. Kênh nổi nó sẽ tạo theo biên dạng của cái thằng vector này này. Để đây nó bị gốc lỗi chưa này, phải như thế này đi. Được tiền nhé, em nói đây cái đường gì nhỉ, đường tạo con đá nhé, ship A nhé, ship A, anh thu nhỏ cái này bao nhiêu, bây giờ hiện tại là bao nhiêu, 2 ly đúng không, đấy, được chưa, hình vẽ nhé, hình vẽ luôn này đúng không, có một cái điểm rất quan trọng này để anh áp dụng thực tế này, đó là cái chiều cao của cái thước rộng dài ấy, cái thước bản vẽ của anh này, đây là sự của vẽ này, thước của cái thằng này này, cái thước của thằng này này đúng không, cái thước của thằng này nó đang là 16 và 18, tức là phân 6 và phân 8, được chưa? Và khi anh lên hình nổi nhá, nó giả sử đường tỉa rồi luôn, nó chỉ lên một ly rưỡi thôi, đúng không? Đúng một ly rưỡi đúng không? Để em cho là một ly rưỡi, thì là nó tương đối tỷ lệ với cái rộng dài của nó đấy. Có nghĩa anh phải cân chỉnh làm sao cho là rộng dài này được tỷ lệ thuận với chiều cao, nếu không là ra được sai lầm, được chưa? Bởi vì cảnh loãng quá, cảnh rộng quá, mà khi mình bồi vật liệu nó thấp quá là mình cũng chết, nó không được cảnh đúng không? Còn nếu mà cảnh mà bé quá mà mình bồi cao quá thì ra hình thế nó sẽ trồi lên, nó trồi lên giờ như cái lồng chim ấy đúng không, chim mình không nghĩ đến cái cảnh nó nhỏ, lại không nghĩ đến cái cảnh nhỏ, quên mất, cứ lại theo một cái thói quen là vẽ theo cái hình to của mình, thấy chưa, vẽ theo cái hình to của mình ra đến lúc mà thu nhỏ lại cái chiều cao z nó quá sơ đúng không, nó sẽ bị dơ ở chiều cao z nữa, anh lưu ý cho cái điều đó. Vậy thì khi cái này nó chỉ là tầm 10 phân 6 phân 8 cho là phân 8 đấy đúng không, thì là cái chiều cao này coi nó có 6 ly thì thoải mái thôi, âm 1 ly là thoải mái, ly rưỡi thoải mái thôi, được chưa. Nên khi anh quay này anh nhìn này, à, chiều cao nó nổi tương đối lên tí sau khi anh nổi để đến một cái kinh nghiệm khi mình làm nhé, cái ưu điểm khi mình lưu ý lại là tương đối cao nhé, anh phải thu về tầm trung trung nó để nhìn từ phóng to quá, được chưa, phóng to quá bởi vì con kiến nó thành con voi thôi đúng không, anh phóng to nhưng mà ủi thế này được rồi, nhưng mà anh đưa về tầm trung trung để nhìn trung, tức là trung với tầm mắt của mình, như anh áng trung một phân của nó bao nhiêu đúng không, cho nó hai phân lên tầm như này, như vậy anh áng trên anh đưa về tầm trung trung để cho em, được chưa, cho nó tương đối một tí đúng không, mình à cái này hóa ra là nhìn thấy được rồi, đúng chưa, to thì ở đây to thì con kiến nó thành con voi đúng không, nhầm tưởng con voi, con kiến từ con voi đúng không, nhỏ thế chưa nào, ship A xong nhá, ship A tạo gân đá nhá, đây là một cái ví dụ nhá, tiếp theo em làm lại trong cái thằng này, này quay này thấy chưa, đó là đây này con ray này và quanh tâm hình tròn thấy chưa, future thấy chưa, em chia góc này, em muốn chia góc là 60 độ đúng không, được bao nhiêu 6 thang đúng không, chọn chế độ nhớ nhé, chọn chế độ hai, tức là nó sẽ đè lên nhau nhá, anh chọn A đây không được đâu, nó cộng chồng lên nhau đấy, hiểu chưa, và 2G thì là nó sẽ đây, nó sẽ nhìn này, đầu tiên là chọn 2G sẽ đúng không, anh phải bấm cho trái vinh nổi đã, hiểu chưa, xong rồi bấm vào chọn tâm sau đây, nó bắt tâm này, cái trở phải cái thực lực thì xong vòng hoa rất đẹp, chưa. Ủa, như thế này được rồi, được chưa, độ kênh này là hợp lý rồi. Anh đưa về tầm trung trung, anh chỉnh lại nhé. Anh đưa về chế độ gì, sit down này, chỉnh lại này. Anh đưa về chế độ hình nổi này, anh chỉnh lại nhé. View này, thêm đẹp chiều sáng và line này. Giữ thêm vị trí 4 này. Chỉnh lại nữa. Ôi sao. Thấy chưa,
Ok. Còn anh chỉnh like, chỉnh thì hơi chia sáng thôi. Ok chưa? Like này ít dùng nhỉ? Like á? Dùng nhiều chứ. Dùng nhiều chứ. Thôi bây giờ ứng dụng của nó thêm mình là đến đây. Vẫn còn rất nhiều cái lệnh ngầm mà chưa dùng đến, em chưa nói đến, mình nói trước, nói xong là bởi vì cái gì nó phải đi kèm với thực tế đúng không? Mình làm đâu phải xử lý đấy thì sẽ nắm được bắt được nhanh hơn. Nhưng là nào truyền đạt lại đông kiến thức vào xong mà anh xem nhiều nó phải loa đúng không? Nhiều lại quá rồi mình nhớ là cứ bình tĩnh để mỗi lệnh nó là một cái me được chưa, mỗi lệnh một cái me để mình làm. Đây là xong sự A, sự F đúng không? Và cái thằng trong phía trời để những mỗi xem cái thằng ý thôi. Thằng này đang có các khác không thiết bỏ qua đi. Có lo thì em dạy anh rồi đúng không? Trong đó option này có thằng mỗi smooth thì em dạy rồi, sự E. Được chưa? Sự E đấy, em dạy rồi đấy. Đánh bóng, như anh gọi là đánh bóng đúng không? Nó không phải đánh bóng. Gia mịn. Nó gia mịn. Được chưa? Trong option này thì em sử dụng nhiều rồi, đúng không? Ship M, ship B, ship L, đúng không? Và như mỗi treo là ship H nữa. H là cái gì? Bây giờ nhá. Ship H này nó là tăng cái tăng số lần quay trở lại thôi. Ví dụ anh ngư ý lỗi đúng không? Đấy, như em đã nói rồi, anh nhấn ship H nhá. Đây, undo time, thời gian quay ngược trở lại. Anh đặt cho nó 100 chẳng hạn đúng không? Cứ trở phải ra lề. Ok chưa? Như vậy thì anh có thể lỗi 100 lần anh có thể quay lại được. Có nghĩa là anh có thể quay lại 100 lần nhá. Khi anh lỗi có thể quay lại 100 lần, 100 thao tác trước đó thấy chưa? 100 thao tác trước đó thì đấy là ship hát. Để 1000 là 1000. 1000 đúng không? Tối đa của nó vậy? Em không biết tối đa của nó bao nhiêu. Bởi khi vẽ đúng không? Khi vậy em có ít sử dụng đến ship hát đúng không? Do khi mà anh thực hành như thôi đúng không? Khi vẽ mình mới tập vẽ thì mình vẽ được 5 phần rất đẹp rồi đúng không? Đến phần thứ 6 chẳng may và thao tác rồi nó nhỡ chẳng hạn đúng không? Mà anh vẫn để như em chẳng hạn, để một lần thôi thì anh sẽ bị hỏng bản vẽ đó đúng không? Như của em thì là em thể khi ít khi em phải chỉnh sửa kiểu như thế đó. Có em làm ra luôn sản phẩm không thì làm lại lại từ đầu luôn, đấy, hiểu chưa? Đấy, nó không bị nhỡ kiểu như thế mà làm lại từ đầu sẽ nhanh, chưa? Khi mình làm nhiều nó thì quen mà. Có nghĩa là em muốn hướng anh đến là hạn chế dùng ship hát thôi, hạn chế. Bởi tính cẩn thận. Đúng rồi, để tăng cường cái tính cẩn thận lên cho mình đúng không? Sai, bỏ nó ra, hiểu chưa? Đó. Đến một thời điểm nào đó thì anh sẽ tự thấy được mình là ít khi mình dùng xe và cái đó không có tác dụng gì, đúng không? Chỉ cho những người mới học thôi. Yeah, các cái này anh biết chưa? Ổn không nào? Có thằng trong thằng cần lo em nói lại cái thằng ship U này này. Cái ship U cực kỳ quan trọng nha, thằng sĩ U đấy, không có nó thì thôi điên cám. E tắt lại đi. Bây giờ nhá, để suốt đường chạy ra gia công đúng không? Anh có một đứng bao bên ngoài để giới hạn để chạy ra. Vector ở đây gọi đường vector đúng không? Quen rồi thì gọi đường vector. Yeah, giới hạn được chạy ra cho đường chạy ra nó không bị phi ra ngoài thì có nó. Thế nhưng mà như thế này, anh vẽ trên môi trường điêu khắc ảo này đúng không? Môi trường điêu khắc ảo này sẽ đây, giả sử nó vẫn có hình như này đúng không? Sẽ có hình như này đúng không? Thế nhưng mà nó không có mình phải tạo lại một cái đường kín xung quanh của cái này, tức là đường liền bao quanh hết cả các cái đối tượng này đúng không? Để ấy mà, để tạo đường chạy ra gia công mà, để bao quanh cái đường này này đúng không? Được không, em không phải làm thế, em dùng ship U này đúng không? Em kích vào màu lèn nhé, màu lèn nhé. Được chưa? Đây em xem. Được chưa? Đấy, em có đường viền này chưa?
À, nên ba tách nó ra và xóa cái đường chữ nhật này đi. Mình sửa lại mỗi thằng này thôi. Chạy đúng theo nguyên dạng này nhá. Có nghĩa là giới hạn đường chữ ra là vừa là để tiết kiệm thời gian gia công. Bởi nếu anh không có đường này, anh chỉ có mô hình chữ nhật bao quanh này đúng không? Chữ nhật bao quanh này nhá, nó sẽ kể cả anh sát cho sát đến đây chăng nữa đúng không? Nó vẫn cứ phi ra, nó vẫn phi ra khoảng trống này đúng không? Đây em lấy ví dụ nhé, thì mô trình 7 đúng không? À, khi số đường thị ra này, giới hạn này nó cũng bằng cái hình này đấy chứ, nó bao quanh của cái thằng này đấy chứ, nên nó vẫn có đoạn thừa dễ dàng nó chạy ra đây này, thấy chưa? Mất thời gian. Nó mất thời gian mà phôi gỗ nó không cho phép như thế. À, phôi gỗ nó cho phép thế nhưng mà quan trọng là bề bìa người ta chỉ muốn đục trong cái lòng này thôi, người ta không muốn đục ra ngoài này. Nếu mà anh giữ lại là cái này nhá, thì sẽ nu, nó nu vào cái này, thấy chưa? Đấy, vô lý. Vậy anh dùng sĩ mua cho em nhá, tạo lại đường bao nhưng mà với một cái điều kiện cái này thì nhá. Ừ. Kiểu như bọn Hồng Hoàng nó làm, tại sao nó nới cái đường vector này ra khoảng ly hai ly là tự cái mũi đưa của nó chạy theo cả cái này luôn, để khi nhóm khanh phanh để dễ phanh. À, thì tất nhiên rồi, đúng cái này thì đúng cái cách này này, được chưa? Không phải thế, cũng không phải là thế. Đục cả ra ngoài luôn. À, có nghĩa họ làm như thế là đúng rồi, nhưng mà anh phải hiểu nhá. Không phải là người ta lới ra mà khi người ta làm này. Bài bản vẽ này phải yêu cầu nhá. Cái cách dùng CPU yêu cầu của em đó là phải giữ được nguyên bản vẽ nguyên màu nhé, phải giữ nguyên màu thì mình phân biệt được màu nền với màu hình nổi, được chưa? Cái này không xê ra được đúng không? Cái này à? Hình đường này à? Xê được chứ, A5 mà A5 lấy ra, lấy ra một hai ly thoải mái không được gì, được chưa? Nhưng mà với điều kiện là phải giữ nguyên màu, tức là khi mà người ta gửi bản vẽ cho anh đúng không, thì yêu cầu người ta gửi cả bản vẽ màu, bản vẽ tên gọi là bản vẽ gốc, nó mất tiền mua bản vẽ đúng không, mua mầm đâm cho nó thủng, được chưa? Thì đấy anh phải lưu ý cho em hết rồi, sĩ mua thế thôi, có nhiệm cho nó hết môi trường voucher schooling rồi, môi trường đấy cả chỉ có thế thôi. Em lưu lại bài, em lưu lại bài giảng của em ôn lại được không, lưu lại giảng ôn lại em xem lại, đơn giản không, rất ngắn.